Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Lại tiếp tục một mẫu xe bên em vừa mới cập nhật vừa đến bãi. Chiếc xe Cruise sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn, máy 1.6, màu trắng. Chiếc xe này bên em thì cũng đã rút hồ sơ rồi nhé. Một chiếc xe cũng còn rất là đẹp luôn. Chiếc Cruise sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn. Về thân vỏ của chiếc xe này thì cam kết với quý vị và mọi người là chiếc xe này còn nguyên bản và không bị đâm đụng nặng, không bị ngập nước. Chiếc xe này quý vị anh chị mua chiếc xe này về thì đi rất là hợp lý, bởi vì chiếc xe này kiểu dáng rất là đẹp và rất là rộng rãi luôn. Em sẽ quay xung quanh thân vỏ để cho quý vị anh chị nhìn luôn nhé. Sơn zin thì còn đến 90% luôn, rất đẹp luôn. Đấy, tất cả các cái đường gân chỉ từ trước sang sau này, quý vị anh chị có thể nhìn này, rất là sắc nét nhé, rất sắc nét luôn. Đấy, ok, và đây là cái không nhìn từ phía sau này, rất đẹp luôn nhé. Đấy. Cruise LS sản xuất năm 2012, phiên bản số sàn. Và bên hông phía bên tai này, quý vị anh chị có thể nhìn các đường gân từ trước ra sau nhé. Sơn xi bóng đẹp, còn nguyên zin đến 90%. Phần lốp lát khỏi nói rồi, 4 quả lốp gần như mới. Na răng đúc mà máy 1.6. Thì máy 1.6 thì quý vị anh chị biết rồi đúng không ạ? Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Và đây là phần nội thất của chiếc xe. Tắp ly cánh bên tài. Nội thất thì còn nguyên bản luôn, rất đẹp, rất tươi sáng. Đây em sẽ quay cận cảnh vào chiếc vô lăng này cho quý vị anh chị xem nhé. Vô lăng còn rất là đẹp luôn. Đấy. Ok, củ số này. Về nội thất của chiếc xe này thì cũng rất là đẹp. Ok. Chiếc xe này đã được độ thêm màn hình lùi nhé. Màn hình cam lùi đầy đủ. Đây, phần mặt táp ly của xe này. Đầu âm thanh nguyên bản nhé. Đầu âm thanh nguyên bản theo xe. Điều hòa tự động. Chiếc xe này thì đang được chào bán tại cửa hàng với giá là 305 triệu. Cho mẫu xe Cruise sản xuất năm 2012 phiên bản số sàn. Phần ghế lái này. Phần ghế lái là cái phần ghế mà được sử dụng nhiều nhất đúng không ạ? Nhưng mà chiếc xe này vẫn còn rất là đẹp luôn. Ok, và bây giờ em sẽ quay ra phía đằng sau. Chiếc xe này đến từ Hàn Quốc nha quý vị nhé, nhập khẩu Hàn Quốc. Ok, chiếc Cruise được sản xuất năm 2012 màu trắng. Chiếc xe này thì đã rút hồ sơ. Quý vị anh chị quan tâm đến chiếc Cruise số sàn, máy 1.6 thì alo trực tiếp cho em số điện thoại 0947 535 262. Em tên Phúc. Và quý vị anh chị nào lần đầu xem kênh mua bán của em thì hãy like, đăng ký, chia sẻ và nhớ ấn nút đăng ký để đăng ký kênh giúp em nhé. Xin cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi đến kênh mua bán của em. Hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong những video clip lần sau. Nhà em thì còn cũng rất là nhiều xe luôn nhé. Nhà em thì còn tương đối nhiều xe. Lúc nào cũng có rơi tầm khoảng 30 đầu xe. Ok. Đây còn rất là nhiều xe nữa. Đấy, quý vị anh chị nào quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em. Em sẽ gửi hình, gửi ảnh tất cả các loại xe cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị anh chị đã quan tâm theo dõi.